Như bác sĩ Đức nói thì thưa quý vị là những cái cơn mà gọi là đau Đau thắt thắt ngực ngực đó, vâng. thì thường thường do một cái sự cố gắng nào Cố đó hay gắng. là thì chúng ta bị, nhưng mà đôi khi nó xảy ra trong khi chúng ta đang ngủ thì làm sao cắt Trong nghĩa, trường hợp làm đang sao cắt ngủ nghĩa thì đó, nó cũng có thể xảy ra cái trường hợp đó, chứ không phải không. làm Là sao cắt tại nghĩa. vì là những cái trường hợp như vậy có thể là thay đổi cái thời tiết ở trong phòng ngủ chút xíu, hoặc là có thể có những người mà có những cái cơn gọi là nightmare đó, hoảng hốt, lo sợ quá, thì cái tim của mình nó cũng tự nhiên nó đập nhanh lên một chút xíu. Thế nếu mà đã có một cái tiền sử là cơn đau tim rồi đó, thì lúc đó có thể bị cái cơn mà gọi angina pectoris. Thế đặc biệt là cái trường hợp angina nó hay xảy ra là ở cái thời tiết mà lạnh đó, mùa đông đó, thì có nhiều vị buổi sáng sớm ra chạy ra ngoài đường để nhặt cái tờ báo vào. Thế thì khi mà ở trong nhà thì nó đương ấm các Nóng. bạn ạ, thế mà đi ra ngoài đường nó lạnh, mà cái sự lạnh như vậy, cái thời tiết nó lạnh nó làm cho cái tim của mình nó cái mạch máu của mình nó co lại đó, thì thành ra nó đưa tới cái trường hợp mà thiếu máu cho cái tế bào tim, thành những trường hợp mà angina pectoris nó cũng xảy ra trong cái trường hợp đó. Hoặc là có những cái trường hợp mà có những cái stress, những cái căng thẳng nhiều quá thì nó cũng là một cái lý do để đưa tới cái trường hợp angina pectoris. Hoặc là có những người mà đánh tennis, à cái trường hợp này nó cũng dễ xảy ra. Thí dụ như mình đến tennis đương đỡ một cái đường banh bình thường thế này, thế thì đột nhiên cái ông mà đối phương của mình ông tiêu một quả rất mạnh, cũng không có sĩ Buban Hoặc là vào nhỏ vào nhỏ, thế thì mình phải chạy cố lên, mình với lên, thì cái sự một cái cố gắng. nó chỉ chừng được 30 giây, cái sự cố gắng để mà đỡ một cái trái banh như vậy thôi đó, thì nó cũng làm cho cái tim của mình nó phải tăng cái số lượng một nhịp đập để mà nó đưa cái máu để nuôi các cái bắp thịt của chúng ta. Thì trong trường hợp đó nó cũng đưa tới cái trường hợp mà gọi là angina pectoris, tức là cái cơn đau ở ngay trước ngực của mình. Vâng. Thành ra cái trường hợp đó là chúng tôi nghĩ rằng thưa quý vị cao niên mà chơi tennis là cũng nên dè dặt cái điểm đó, có Cái phải không chuyện thưa mình bác sĩ cố Bùa? gắng quá, nếu nếu người ta bỏ nhỏ chắc là mình cũng cũng để cho người ta ăn thôi các bạn. Vâng. Nên cố gắng. Tại vì chính mình cũng đã nhận thấy có nhiều trường hợp là các cái vị gọi là cao niên đó, thì đỡ những trái banh như vậy thì cũng cảm thấy rằng thì là có những cái rủi ro, Vâng, thành ra mình thưa nên lưu thưa ý bác một chút sĩ xíu. Đức, gần đây có một trường hợp, có Vâng. một vị khán giả đánh tennis Vâng. mà chưa có dùng cái sức gì, Vâng. cố gắng nào đó cho tennis Vâng. mà đã gục xa chết, thành người ta đặt câu hỏi lắm. Tại vì như bác sĩ Đức vừa nói là nó gây ra do cái sự cố gắng, cho cái sự mà nhất thời, Vâng. thì cái vị này á khi ra sân tennis chưa đánh một cái quả nào hết, vừa ra sân tennis mà đã gục ngay, Vâng. thành người ta đã đặt câu hỏi tại sao. Cái đó chắc là vì đã có tiền, đã tức là Tiền bệnh đau sử. tim từ lâu mà Dạ người ta không biết, vâng. chứ không phải vì cái sự cố gắng của tennis mà làm ra cái chuyện Vâng. đó, các bạn không ạ? Tức là đã có một cái bệnh đó rồi, Mà thế không. rồi tới một cái lúc đó thì mình sử dụng cái sức lực của mình quá lên một chút xíu, thành ra nó đưa tới những cái rủi ro lớn như vậy. Vâng, Vâng. thưa bác sĩ Đức, còn một trường hợp như thế này, thường thường chúng ta ngủ và chúng ta thấy đau tim thì người ta có nói rằng á, vì chúng ta nằm về phía tay tay trái mà cái tim của ta phía tay Đè. trái, chúng đè vào cái tim, Vâng. thế thành ra người ta khuyên rằng nên nằm về về phía bên tay phải, Vâng. không nên nằm bên tay trái, Vâng. thì cái điều đó có đúng không bác Cái sĩ? đó thì nó cũng đúng một phần nào, là tại vì khi mà chúng ta nằm như vậy đó thì cái tim của chúng ta như bác sĩ Buban nói nó nằm phía tay trái là một, và thứ hai khi chúng ta đè vào đó thì cái động mạch nó chạy ra, cái động mạch chủ nó chạy ra đó, thì mạch máu nó có thể bị cản trở, vì khi chúng ta đè lên cái vai như vậy đó thì nó cũng gây cản trở cho cái mạch máu của chúng ta. Mà nếu mà từ cái động mạch chủ ra mà cái mạch cái dòng máu lưu thông nó bị cản trở thì nó tạo ra một cái ảnh hưởng chung cho toàn cơ thể của chúng ta. Vâng, Vâng. thế ngoài ra thưa bác sĩ Đức, nếu mà chúng ta nằm khi ngủ với một cái thế là quay bên phải, nó có hai điều lợi, là Vâng. thứ nhất là chúng ta không đè vào tim, Vâng. và thứ ta cũng là tránh cái gọi là cái reflux, là vì Reflex. cái bao tử đó Vâng. nó không có Dội ngược nó lên. không dội ngược lên các Cái bạn. chất chua ở trong cái bao tử nó không Nếu dội mà chúng ngược. ta nằm bên phải thì chúng ta tránh được hai cái điều đó. Dạ vâng, thì nó cũng là cái lợi điểm ở chỗ Vâng, lợi đó. điểm của cái thế Vâng, khi chúng ta vâng. ngủ. Vâng. Thế thì chúng tôi xin trở lại cái trường hợp mà gọi là cơn đau thắt tim như vậy đó, thì thường thường cái cơn đau nó kéo dài khoảng chừng độ 10-15 phút. Như là một cái điểm quan hệ mà chúng ta nhớ là khi mà cái angina pectoris nó xảy ra như vậy đó, mà chúng ta ngưng hay là slow down cái công việc mà chúng ta đang làm đó thì nó cũng giảm bớt đi. Đó là cái điểm thứ nhất và chúng ta phải lưu ý. Và cái điểm thứ hai là tất nhiên là khi có những cái angina pectoris hay là cơn đau thắt tim như vậy rồi đó, thì bác sĩ cũng cho mình những cái thuốc mà chúng tôi sẽ nói đến phần sau đó để mà chúng ta áp dụng ngay. Vâng, thế thì
Thì bây giờ mình nói là tại sao mà vì những cái cơ của tim nó thiếu động mạch như thế mà đau như thế, thì xin bác sĩ Đức giải thích hơn về tại sao mà nó đau như thế. Dạ. Thì có những cái trường hợp cái động mạch của chúng ta đã, hay là các mạch máu nói chung của chúng ta đã, thưa quý vị khán giả, thì nó co bóp nó được cái dây thần kinh nó kích thích để nó co bóp. Thế là có thể tới một cái lúc nào đó, thứ nhất là vì ảnh hưởng cái xúc động trong cơ thể của chúng ta có một cái stress, một cái căng thẳng, một cái tin buồn nào đó mà nó gây ra cái hoảng hốt, thì là cái hệ thần kinh của chúng ta nó cũng tiết ra những cái hormone, những cái kích thích tố. Thì những kích thích tố nó có thể kích thích cái trái tim của chúng ta đập nhanh hơn nữa, rồi nó làm cho những mạch máu của chúng ta nó thu hẹp lại. Thế mà chúng ta biết rằng thì là cái mạch máu để nuôi tim đó thì nó hơi phức tạp, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nó cũng hơi nhỏ. Thế thành ra nếu mà có một cái spasm nào đó, cái sự co của một cái mạch máu nào đó, thì nó cũng làm giảm cái lưu lượng máu tới cái trái tim của chúng ta. Thế là cái điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là thường thường ra đó thì nó cũng có một cái vấn đề, lại trở lại với cái vấn đề cholesterol mà chúng ta vẫn thường nói trước đây. Tức là khi mà cái lượng cholesterol ở trong máu của chúng ta lên quá nhiều đó, thì nó có thể đóng lại thành những cái cặn nhỏ nhỏ. Thế thì nó cũng có thể đưa tới cái trường hợp mà đây chúng tôi lấy một cái thí dụ như này, quý vị nhìn trong cái hình này đó, thì đây là cái động mạch lớn của chúng ta, đó là cái động mạch lớn. Thế thì có những cái cục máu nó đọng ở trong này, đó thì là có những cái chất cholesterol, những cái mảng cholesterol nó nằm ở đây, thành ra nó làm cái động mạch của chúng ta, cái lưu thông của máu nó nhỏ lại, nó hẹp lại, thành cái số lượng máu lưu thông nó giảm bớt đi. Thế thì trong trường hợp đó mà khi ở trái tim chúng ta nó như thế này đó, thì trong cái trường hợp mà có một cái động mạch này, thí dụ cái động mạch ở cái mũi tên đây nó bị tắc nghẽn ở đây, thì cái phần dưới ở này đó, những cái tế bào ở đây nó bị chết đi, là tại vì nó không được nuôi dưỡng. Thế thành ra cái trường hợp mà những cái angina pectoris là sở dĩ nó xảy ra là tại vì rằng thì là những cái tế bào đây nó không có đủ oxygen để nuôi dưỡng, thành ra nó tạo cho cái cơn đau. Mà giống như chúng tôi nói lúc nãy, cơn đau nó coi như một tiếng gào thiết, tiếng cầu cứu mình để mà mình phải làm cái gì về cái vấn đề đó. Thế thành ra đó là những cái trường hợp mà nó có thể đưa tới cái trường hợp mà gọi là đau tim, hay là cơn đau thắt tim, hoặc là có thể có những cái trường hợp mà cái huyết áp của mình nó cao quá, nó cũng có thể đưa tới cái trường hợp đó. Hoặc là có những trường hợp mà ở gia đình đã có những cái tiền sử mà trong những cơn đau thắt tim như vậy, thì nó cũng có thể đưa tới cái trường hợp mà gọi là angina pectoris như vậy đó. Thành ra thưa quý vị thính ra, ở cái điểm đó là chúng ta nên nhớ rằng thì là cái cơn đau nó xảy ra, nhưng mà nếu mà chúng ta ngưng cái công việc chúng ta đang làm thì cái tình trạng đau nó giảm bớt đi. Thường thường những trường hợp mà bị đau thắt tim đó, thì bác sĩ thường thường cho bệnh nhân một cái loại thuốc để cấp cứu, phải không ạ? Thì bác sĩ Đức có thể nói thêm cái chuyện này không? Cái thuốc mà thường thường bác sĩ cho đó là nó có tính cách là rất là tức thời cấp cứu. Tức là khi thường thường là cái thuốc này là cho vào miệng để mà ngậm, thì để vào cái lưỡi, nó gọi là nitroglycerin, để dưới lưỡi, nitrat nitroglycerin. Thì cái thuốc này khi mà chúng ta để vào cái lưỡi đó, thì cái tác dụng của nó rất là nhanh. Quý vị để vào cái lưỡi đó thì chừng độ 30 giây sau nó đã bắt đầu có công dụng ngay rồi. Tức là nó làm cho cái mạch máu ở trái tim của chúng ta nó nở rộng ra một chút xíu, nó dilate, nó nở rộng ra. Và khi nó nở rộng ra như vậy đó, thì nó sẽ mang cái dưỡng khí nhiều vào để mà nuôi cái tế bào mà đương bị thiếu ở đây. Và cái nitroglycerin hay là cái nitrat đó là cái thuốc mà khẩn cấp cấp cứu mà chúng ta thường thường những người nào mà bị angina pectoris là cũng đều phải mang thường xuyên ở trong người. Đó là một. Và thứ hai nữa là nếu mà quý vị nào bị cái bệnh angina pectoris hay là cơn đau thắt tim đó, mà uống một viên đầu thì có thể là 10 phút sau có thể uống tiếp một viên nữa. Thế nếu trong trường hợp uống đến viên thứ hai mà nó không hết đó, thì mình phải nghĩ tới cái trường hợp mà nó trầm trọng hơn. Tức là cái trường hợp mà anh em chúng tôi sẽ thảo luận sau đây, tức là về cái trường hợp heart attack. Thế thành ra thường thường đó, nếu mà trong trường hợp angina pectoris đó, thì ngậm một cái viên đó, nitroglycerin đó, thì là nó cái cơn đau nó giảm đi ngay tức thì. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng xin thưa rằng ngoài cái thuốc viên đó, để mà ngậm ở dưới lưỡi đó, thì nó còn có những cái pomade hay là cái cream mà mình có thể bôi trên da, hoặc là có những cái miếng gọi là cao dán đó, cũng có cái chất nitrate ở trong đó, thì mình có thể bôi ở lên trên để dán lên trên da, thì nó cũng có tác dụng tương tự như vậy đó, thưa với quý vị khán giả. Thưa bác sĩ Đức, chúng ta hay coi những cái phim bộ đó, thì thấy là những cái người cha hay là cái người
người lớn tuổi vâng. thường thường khi gặp cái sự bất tức bình giận gì vâng. hay làm cái gì thì nó nguy quá thì vâng. thường thường ôm ngực ngã xuống, từ cái đó có phải là angina không bác sĩ? Cái đó là có thể là angina và cũng có thể là cái trường hợp mà gọi là bị hot attack. Vâng. Thì chúng tôi đã có, bản thân chúng tôi đã có một cái kinh nghiệm là trong thời gian cách đây mười mấy hai chục năm, tôi vừa làm một cái bệnh viện, thì trong cái bệnh viện đó có một người bệnh nhân của chúng tôi đã bị heart attack trước vâng, rồi. Vâng. Thế thì bây giờ ông ta phải đi xe lăn. Thế thì trong cái trường hợp này đã thì cái luật của bệnh viện là chỉ cho hút thuốc lá một ngày mỗi lần mà thôi. Oh, vâng. Thế cái hôm đó thì ông ta muốn hút thuốc lá ngoài giờ. Thế thì cô y tá cô không cho, thì ông giận quá, ông tức quá, ông đỏ mặt tía tai, vâng. ông la hét. Thế là ôm ngực rồi là một lúc sau là ông đi. Thành ra cái vấn đề là những cái cơn giận dữ đó, thưa quý vị, những cơn phẫn nộ đó, nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái trái tim của chúng ta và nó cũng có thể đưa tới cái sự thiệt mạng. Thành ra trong trường hợp này tức là mình cũng nên để ý tới cái phẫn nộ, làm sao mà mình gọi là kiểm soát và kiềm chế nó một chút vâng. xíu. Vâng, thì vâng thưa chúng tôi vừa mới nói về đến cái cơn đau thắt tim tức là angina pectoris, thì bác sĩ Đức có nói về những cái triệu chứng cũng như là những nó do những trường hợp mà chúng ta cố gắng hoặc là chúng ta giận dữ. Vâng. Nếu mà chúng ta uống thuốc mà không thấy bớt một lần, hai lần, ba lần thì chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện nặng hơn là cơn đau tim phải không ạ? Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện sức khỏe là vàng tại đây và chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau phần thông tin quảng cáo. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại trong giây phút. Xin cảm ơn quý vị.